Xin chào cả nhà nha, chào. Bữa nay mình đi Garden World nè. New member. Rồi. New member. Ôi, hello mấy người đẹp nè. Mấy người đẹp mới sao, quay phim luôn. Ok, đi vô Garden World coi nha cả nhà. Mình đi vô cà phê trước nha cả nhà. Bữa nay có mấy cô bạn nơi sen, mình đi coi sen nữa nè. Đẹp ha. Lâu quá không có. Đó, ôi có láng kìa. Yes. Đây live. Wow. Quá trời luôn. Chắc cái loại mà nó gì rare plants. Ủa cái này là cái gì ta? Cái đó giống như cái loại tên là Miss Muffet hay là gì vậy? Cái loại gì vậy? Tới... À. Bởi nó khác giá luôn nè, anh mấy đồng thì cho bày anh ấy tiên nhìn tên của nó nè. Cái này có 120 à, nó cũng là một dạng đó. Nó một dạng đó nhưng mà nó lên nó bầm nó thương lắm. Dạ, có một cụm. Dạ. Cái thứ khác cũng có. Dễ thương ha. Nó khó chứ mấy cái thứ khác. Cái này cái này gì? Tango. Tango này là cái màu nó có mấy rồi. Ôi cái này có biển nha. Ôi ha. Tuyệt vời ha. Yeah. 20 nhánh luôn. Cái này mình về hết nhà mình cứ sáng nào cầm ly đi vòng. Mày đi vòng mày ngồi hết. Chi. Ủa cái này cũng đẹp quá. Cái này dancing lady mà nó cái này nó cứng rồi ta. Bông nó cứng rồi. Có màu khác nữa nè. Ủa chi cái này á, cái này là original nè, cái này cái mới nè nha. Nhìn đã. Cái nào? Cái này hả? Khỏi giới tới luôn. Rồi quá lùng rồi. 80. Quá lùng luôn. 80 có chi? Cái này cũng tầm ngoài cái nguồn nguồn của mình ở đây là nó chết. Wow. Ẩm ha, nó humid lắm á. Nó phải cái ẩm như vậy nè nó mới nuôi được. Quá đẹp luôn. Dạ em cũng làm y chang chị. Đây nè, Garden World. Ủa, mấy cái trên này đẹp quá hả chị? Chị cơ kìa, mấy cái em ở trên này nè. Đẹp quá hả? Đẹp quá trời luôn. Đi, đi ra sao coi nữa. Coi nè. Ôi ôi. Đây nữa nè. Ồ, đẹp ha. Mà cái này mình phải phải có ẩm như vậy mới được á. Đây nữa nè, cái này cũng... Wow. Quá trời, mấy cái màu nó lên lên rất là đẹp luôn à. Ha, cái màu lên rực rỡ thiệt hết trời. Đây mình thích succulent. Cái này terrace. Terrace, nhìn màu nó nhạt quá ha. Không, không, đẹp hơn hôm qua. Quá nhiều luôn. Rồi đây là làng. Nguyên một bàn luôn. Wow. Nè, coi Chi gặp Lan rồi. Chi gặp Lan là Chi cũng mê Lan luôn. Nè, có trồng Lan không? Có vài cây rồi chị. Cây rủ hay là cây trồng gì? À, cũng hai thứ luôn. Yeah. Nhưng mà tại vì nó cái
con chuột nhà em á, nó em thả nó đi á, nó ăn hết mấy cái lá chuội của người ta hết trơn. Chuột bạch đó hả? Hai con chuột guinea pig á. Nó phá. Mà mắc quá hả chị lại hả? Cái này tới 70 đồng hai nhánh à. Cái em nghĩ cái species mới á. Cái này nè. Cái này 50. À 50. Nó cái màu nó cũng đẹp ha. Quá nhiều luôn nè. Và đi ngược lại sắc cái lình đi. Đi ngược lại sắc cái lình. Ồ cái này cũng cái màu này va nó nhìn cũng dễ thương quá hả? Cây này va nè nè. Đó 20 một cây nè. Cái bự dễ thương quá. Ồ sao ngọt cái xương rồng này. Yeah. Hả? Mắc quá hả? Yeah. Trời ơi. Mấy cái giò heo kìa. Dễ thương quá hả? Clip hộp yeah. Nhiều quá. Clip hộp quá trời nhiều luôn nè. Wow. Sen mông quá. À, hai củ 25 đồng. Một củ em nghĩ là 15 đồng quá. 20 quá chị. Ừ, mắc dữ vậy. Củ này 45 đồng nè, tiền. Cái này 45 đồng á. Yeah, không biết nữa. Không. Cũng khó lắm, cái này trồng là nó cũng khó lắm nè. Rồi chị cũng có cục này nữa. Đây là bông rồi đẹp quá ha. Con gì? Ăn gì? Bông gì ra? Tiên nguyên chồng luôn nè Tiên. Ôi ơi, 55 đồng. Công lao của người ta. Yeah. Công lao kỳ quá trời kỳ. Mắc chứ không có rẻ đâu nha cả nhà. 15 đồng. Cái này nó ra bông luôn, xong lấy cục này. Thì nó đó chị. Nhưng mà cục này bự, một cục cỡ này. Cái này 2 luôn. Yeah, được 2 cái. Ít bữa nó cũng lớn như vậy rồi chị. Sọc em thấy đẹp quá. Ừ. Đúng rồi. 45 đồng á mọi người. Cục này 45 đồng sorry. Hay 45 đồng nè. Cái dở lên thử coi 45 đồng á. Wow, 45. Sao mắc vậy hả? Cái này 25 nè. Yeah. Nhầm cái nó được. Chi chạy đồng mục tiêu rồi. Đi coi Mê Lan à, Mê Lan. Cái loại nó. Ui Bear Paulson nữa nè. Quá trời nhiều luôn nha cả nhà. Đó. Bay ra không tiêu rồi. À. Ây da, Ionium này dễ thương. Ô nè, cây nè. Dễ thương không? Cái này về trồng bonsai được Nguyễn. 10 đồng. Look at that. Cái loại này thường thôi. Ừ, loại thường à, mà nó ra thấy thương hả? Nó cái nè, cái dáng bonsai luôn nữa nè, 10 đồng. Cái này nó là dĩa, sen dĩa. Sen dĩa là dĩa hả? Dạ. À, ngộ hả? Đây nữa nè. Đó, nó như cái dĩa nè, nó như cái dĩa nè. Quá trời thương luôn. Dĩa nó có lên cây không, nó nằm vậy thôi hả? Dĩa nó là giống như cái dĩa vậy đó. Dĩa này 35, dĩa bự. Cái đó là cái gì? Dĩa này đừng dĩa bà nữa. Dĩa bà, dĩa pizza. Cái này là cái dĩa, dĩa chấm nó soy sauce. Cái này dĩa pizza. Dĩa này 5 đồng hả? 8 đồng hả? Cái nào vậy? Ca luôn. Rẻ quá vậy hết. Hồi đó nhớ một tàu dĩa 45 đồng. Em dễ thương quá ha. Cái này làm bonsai đẹp là chị. Bonsai á, black rose hả? Dạ cái cây thường. Dạ hôm qua là em kiếm này đó hả? Dạ không, em kiếm cái cái này á, em thấy hồi xưa nó trồng đầy ở cái này trường học. Dạ đúng rồi, trường học Mary Bay non á, giờ nó comments chưa? Phải không? Này comments quá rồi. Wow, có cái nào đẹp hơn ta? Cái gì Medusa? Medusa gửi nãy gì đây? Giờ phải đi lấy xe. Nhiều tên. Tiên coi cái này nè. Lấy sen. Dạ đi lấy sen. 15 đồng nè Tiên. Cây 15 đồng dễ thương hả? Cái này nè, hồi trước em có cái này nè. Nó ra bông rất đẹp luôn. Dễ thương quá hả? Bông đẹp quá hả? Bông đẹp lắm nha. Nhưng mà mình phải giữ bông luôn ha. Nè hồi ấy em phải giữ bông nè chị. Em kiếm này đó hả? Cái này là không phải, cái này là Kim Montreal là không phải. Big Bang. Big Bang là nó đó hả? Dạ. Em kiếm cái này nè, mà cái này nó không có ra. Nó phải có cái này.
À nó phải có dạ, cái bàn gì vậy nó mới đẹp. Cái này nó phải nhiều cái này nè. Cái này nó bán 15 đồng một cây cũng bự nhưng mà nó không có nó không có va nhiều. Giờ chị thấy ở trong nó không có ra va, nó reverse lại. Nó reverse là màu xanh rồi. Dạ. Và ở trong á chị đã thấy mà nó như vậy nè. Là mình mới lấy. Nó có cái viền nó nhiều dạ, như vậy nó, ha. Nó cái va nhiều. Là local nhưng mà nó cũng đẹp. Còn cái này thì cái va nó không đẹp. Dạ, cái này thì nó reverse lại ở trong nè. Ở trong nó xanh, nó reverse rồi, lại ha. Rồi. Đỏ quá nó vậy nè chị, cho ra cái lá nó vậy nè mà tự trong nó ra thì là nó mới good from dạ, good va. Dạ. Yeah. Nhưng mà thường đây quá trời nhiều sen nha cả nhà. Đủ thứ loại cactus hết nè. Bát tiên nè. Này bát tiên nhỏ chắc. Còn cái này là những cái cactus quý nè nha. Quá nhiều luôn. Để trong nhà kiến. Coi nè chị Lệ có màu quá trời mắt luôn chị Lệ. Coi nè, mắt dễ sợ luôn ha. 35 đồng một cái nè. Xíu cái màu luôn, cái màu này nó đỏ dễ sợ đẹp, 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 đẹp. Ngọt ha. Cái bông nó cũng đẹp nè, ra bông đẹp nha. Ra bông đỏ hồng hồng á. Đúng rồi. Còn này không có bông nè, này không có bông. Yeah. Này nó cứ gai gai thôi. Cái này nè, em thấy cái này mà mấy đứa nó trên mạng nó bán cũng mắc lắm á. Nó nhiều cái này 45 đồng. 45 đồng cái. Ngồi ở đây nữa nè. Trời ơi cái màu coi dễ thương. Còn màu vàng nữa nè, 50 đồng một củ vậy nè nha. Mắc quá hả? Trời ơi. Ê, cái củ này nó ra bông cũng đẹp nè. Cái bông này đẹp nè. Đẹp nè. Nó là nó va đó chị, tại nó có cái đốm vàng, nó không phải là nguyên cây xanh đó. That's why nó mắc hơn nữa nè. Bên này chị lại mấy cây cho nó cũng mắc lắm nè. Tiên ơi, mấy cây này mắc dễ sợ tiên. Con kia rare chị. Rare lắm. Nó rare bởi mới mắc. Con cái mặt. Ủa ôm được hai chậu rồi hả? Mau dữ vậy. Lấy luôn phải đủ cho một cặp. Quá trời đẹp rồi. Wow. Wow, quá đẹp. Quá nhiều. Ủa cái đó là cái gì vậy chị? Cái gì thôi à? Black stump. Ủa nó có display không? Nè nó đang chút bông rồi nè. Cái đó nhiêu? Cái này 250. À khác hả? Quá trời, cái lá nó tốt dễ sợ luôn hả? 250. In là nó có một chậu thôi à chi hả? Phải đó nữa. Rất tâm nè. Rất tâm nè. 235. Nó tính theo đầu. Quá cho nhiều. Cũng nhiều ha. Quá. Rất tâm nó có nhỏ nhỏ bán 50 rồi. Nãy giờ chị lựa được cái black stem thôi hả? Stock không thấy ha. Đẹp ha. À. Chắc 2 tuần nữa lòng nghĩ là nó ra. Cái này nhiêu? Cái này nhiều nè. 250 nè. Cái này nhiều. Cái này nó 1 2 3 4 5 đầu, 50 đồng đầu. Mà không biết cái bông nó làm sao ha. Bông nó màu đen đẹp lắm. Bông đen. Bông đen mà nhỏ xíu em cũng có một ca một loại nhưng mà nó không có hẳn là black stem. Nó một đen hình vậy đó. Chị 350 10 cái luôn. 10 đầu kìa, nó nói 10 spike kìa. Vô đó nè. Tưới nước là phải hứng nước. Còn mình đi chút nó ra nó chết. Dạ, dạ. Chút nó ra nó chết. Lúc nào cũng phải có nước. À, lúc nào phải có nước ở trong này nha, cơ nhà. Chút ra là nó chết đó nha. Tại nó thích ẩm vậy hả? Dạ. Ẩm với ngâm, giống như ngâm nước vậy ha, ngộ ha. Sao? Trời ơi, mà cái bông nó cho cười. Hồng đẹp dễ sao hả? Luôn, em luôn á. Thôi là ai phải không?
thôi giờ ai. Hồi đó chị Lan là có một cái original của cái người mà craft ra. Yeah, that's beautiful. Thôi giờ ai. Cái này chắc display quá hả, không bán đâu ha. Yeah. Wow, display. Wow, 50 đồng. 50 đồng một cái nè, crafting nè nha. Quá trời đẹp luôn. Ôi ôi, cái này đẹp quá à. Hả, con hả cô, nó nguyên một chùm vậy nè. My God. Thế yeah. Nguyên chùm luôn. Dạ, yeah, đẹp quá à. À, ruby eyes. À, nó có. Không, ở nhà có cái ruby eyes rồi. Dạ, yeah. Mà nó đẹp của người ta trồng, nó đẹp dễ sợ luôn. Cái này ruby eyes này nó đẹp dễ sợ luôn. Đẹp quá ha. Nhỏ nhỏ thì ok, 15 đồng thì ok. Đó nhiêu chị lại? 15 đồng. À. Nhưng mà nó biết trồng thì ok, 15 đồng đừng mua. Đúng mát. Rồi, đúng rồi. Mình không biết trồng thì mình phải mua bự để mình mà mua một chậu bự vậy mình để rồi nó hết bông thì mình cũng chết luôn. Con chết luôn không biết trồng. Thế nên con ngắm được một thời gian, ngắm được vài tuần. Thích rồi đem về trồng không ra là cũng hư hết rồi đó. Còi cái trắng của nó thôi kìa ha. Chi, nó trắng mà nó trắng đẹp dễ sợ luôn á chi. Mà nó bụp nữa nè. Oh my god, coi nó bụp nè. Ôi ôi. Đẹp ha. Chi chi. Còn cái đó à, rủ mà nó ra gai trò. Nó ra gai trò, nó không có rủ công. Không, nó không có. Nó cái bông của nó có. Nó very Trời em hửi coi. Trời ơi, nó đã lắm Tiên ơi. Ý Nguyệt ơi. chị khoái mấy cái thằng mà rủ nè. Không phải không? Nhất là để hôm sau nhà trời nắng nắng nó thổi vô cái thơm. Nhà chị cũng có mấy cây thơm á. Nhà chị cũng có nhiều cái này cũng có rồi. Thơm không bằng cái cây jasmine của ông nay bờ thôi. Cái đó em sợ, cái đó phấn không. Ôi, gì lan. Chị hửi mấy cái lan thơm không sao mà không ra thơm mà bị gì. Đẹp quá à. Chị cái củ này cũng bự quá hả? Cái củ trắng này nó bự. À, Sleepy Sarah. Cái này giống như cái giống của Sarah Jane ha. Ồ. Cái Sarah Jane mà nó nhỏ. À, 15 đồng mà hả? Nè Nguyệt, mà cái con của nó vậy là next year nó có nhiều lắm. Cái này 15 đồng mà Nguyệt. Sao mình biết nó có nhiều con? Nè, 2, 3 rồi nè. À, này cũ nè. Cũ này lớn rồi nè. Nó đẻ ăn coi. À, 3 con rồi nè. Cái Miss Muffet này sao nó cái bông nó bự quá hả? Miss Muffet đắt lẽ là nó nhỏ hơn chút xíu ha. Ừ. Yeah, đáng lẽ là nó ừ nó lai rồi. Ừ. Ừ. Yeah, nó nhỏ hơn chút xíu chứ. Yeah. Sleepy Sarah. Nó thơm. Nè, coi chi nè, hello chi nè. Chi mê lan rồi, hết mê sen rồi. Cái Nguyệt đó. Thơm dễ sợ ha. Thơm quá à. Yeah. Đẹp quá. Mấy cái cây sót nhầm cái cũng có 15 đồng thôi nè. Ôi ôi, cưng quá à. Đây. Thơm không? Baby Pink này cũng đẹp nữa nè nha. Mình vô đây mình bên Lan nè. Nè cái nó lên được mấy con rồi nè. Bữa hôm chị mua một cục chị để đó xong rồi nó chết queo luôn à. Cũng mua hết cục mày. Để đã rảnh có tưới nước con ta con. Tưới hoài nó không chịu. Tưới hoài nó xỉ luôn. Lọc là cái này màu đỏ đẹp quá. Yeah, 8 đồng mà. Ừ, dễ thương nha. Chắc mua về để cho nhìn cho nó có màu. Cái này
này bóc ra bỏ vô trong cái chậu nhỏ nhỏ nè, để vô cái chậu đen đen vậy nè. Nó bán bốn chậu, bốn cái chậu đen ở đó 10 đồng á. Dạ, không chậu thì em có nhiều quá xá. Dạ. Nhưng mà cái này in là chị Lộc thấy giống như crest vậy ha. Giống như crest vậy. Nó bự ra. Không có bông đỏ đỏ ra đẹp á. Cái đỏ đẹp. Cái này orange nữa nè. Trời ơi mà bông con này lên dữ. Cái này là phải nó giống là một loại gì mà nó chắc nó chưa ra người ta hay là chưa. Nó hơi nhưng mà cái này nó là red. Dạ. Cái này nó hơi cam. Hơi cam. Tại vì cái này nó ra là nó thấy nó đỏ rồi rồi. Dạ cái nú nó đỏ rồi nè. Cái nụ nó này cũng đẹp ha. Yeah, rồi hai cái đi. Cái màu cũng lạ lạ. Dễ trong nó cái nữa nè chị. Không cái này như khác nè, khác khác thì yeah, khác. Đúng rồi. Cái này cũng giống nữa nè tiên. Này giống nè. Dạ. Ruby tea nè. Không biết nó. Chắc nó màu nó khác. Nhưng ta lấy hết mấy cái loại này rồi. Yeah. Hơi hai màu nó đẹp. Nhưng mà sao mà nó chưa ra bông nhiều và cái này ờ. Cái này quá trời nhiều. Bông dễ thương nha. Đẹp quá. Đỏ hết luôn coi nè, cái nó đầy hết rồi. Sao giờ thấy cưng ha. Nhìn thấy bông á nó mới mê. Em thấy cactus thì em thích bông. Yeah. Yeah. Vậy có bông mới đẹp. Đúng rồi. Này là 25 đồng, 25 đồng cây nhỏ nhất đó chị. 60 thì cây lớn. 60 nè. Ủa, giá nó mua cây khoảng cây nào 85 đồng. Không nhỏ khoảng cây nào. Cũng nhỏ ha. Trong vợ trời nó bự lắm. Cái này bự bao nhiêu vậy? Yeah. Cái đó nó 250 nè. 250. Tôi chụp cho nó coi cây này 250. Đẹp ha. Nó mới mua 2-3 tuần trước đó, nó hơi chạy chạy út hả. Nó thấy nó rất là rare mà. Ừ đúng rồi, rare lắm. Cái này nó cái lá nó cũng gần gần như half moon mà chưa lá nó nè. Chừng nào nó già nó mới lá rách, còn nó còn nhỏ là cái lá nó chưa có thì cái nhỏ không nhỏ gái nó mua cái cây đẹp đẹp không cái cây này biết sao 85 đồng nhưng mà nó có lá nó bự lá nhưng mà lá bự như nè mà nó rách rồi hết á. Cái này cũng đẹp nữa nè chị lại 60 á. Con gái nó mua hình như nhiều lá hơn cái này, bằng cũng 6-7 lá à, nhưng mà nó lá nó bự hơn này mà nó rắc ra hết rồi. Đúng rồi, nó lớn á. Bởi nó mắc 85 đồng, rẻ hơn chỗ kia bán tới 100 mấy mà này lên bán 85 đồng mua mất ngon luôn. Yeah. Mình sẽ tạm ngưng video tại đây nha cả nhà. Hẹn cả nhà lần sau đi xem sen tiếp nha cả nhà. Bye bye, thank you.